yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, như cha xứ đã đọc khi đón thánh giá ở trên xứ Phạm Vị, để ai tin vào Người thì người đó được cứu độ. Chúa Giêsu đến trần gian nằm trên cây thánh giá và họ đã dựng lên, và Ngài đã tha thứ hết mọi tội cho nhân loại. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Vậy con và cộng đoàn và đặc biệt các bạn trẻ hãy vác thánh giá hàng ngày để theo Chúa. Muốn thế tâm hồn phải được bình an. Vậy thì nếu ai có điều gì thiếu sót, chúng ta xin lỗi Chúa để của lễ xứng đáng. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng thời mầu nhiệm thánh. Tôi tu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria cho đời đồng trình các tiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách cuốn ca. Con ơi, hãy hoàn thành việc của con một cách nhũ nhặn thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ. Như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa, vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường. Kẻ kiêu ngạo
nấm cảnh khốn cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó. Người sáng trí để tâm nghiên cứu các ẩn dụ, kẻ khôn ngoan ao ước có tai thính để nghe. Đó là lời Chúa.
Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-siêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bây giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ quấy. Trái lại, khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ quấy, để cho người đã mời anh đến phải nói: xin mời ông bạn lên cho trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lời Đức Giê-xu nói với kẻ đã được mời người rằng: khi nào ông đãi khách ăn trưa hay là ăn tối thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con hoặc láng giềng giàu có, kiểu họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì đáp lễ. Và như thế ông mới thật là người có phúc, vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ của giáo xứ Phạm Pháo rất thân mến, đó là lời của Đức Giê-xu Kitô trong Tin Mừng hôm nay. Và lời đó nó nhắc nhở cho mỗi người chúng ta đừng có thái độ kiêu căng tự mãn, nhưng hãy sống với thái độ của con cái Thiên Chúa, đó là thái độ khiêm nhường. Vậy thì thế nào là khiêm nhường? Chúng ta dựa vào phục vụ của lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể thấy trước tiên khiêm nhường chúng ta nhìn trong tương quan với chính mình, đó là những người biết rõ về địa vị, bản chất con người thật của mình. Theo Đức Giê-xu, những người khách mà ở trong dụ ngôn ngày hôm nay đã lầm chỗ bởi vì họ ngộ nhận về chính bản thân của họ. Họ tưởng rằng mình là người quan trọng nhất đối với người chủ tiệc, là trung tâm sự chú ý của mọi người, nên đã tự tìm chỗ ngồi xứng đáng với vị thế của mình. Tiếc thay, họ đã lầm. Ông chủ tiệc lại không coi họ là những người khách quý nhất, nên đã mời họ trở về đúng với vị trí của họ, và đành nhường chỗ danh dự cho người khác. Những người này thật sự đã bị bẽ bàng ở trong đám tiệc, chỉ vì không biết nhìn nhận thực địa vị con người của mình. Và qua dụ ngôn này, Đức Giê-xu đã nhắc nhở mỗi người chúng ta, cũng như những thực khách của ngày hôm ấy, mà cụ thể là các biệt phái kinh sư, đừng có háo danh, đừng có tự cao tự đại đề cao mình, nhưng hãy khiêm nhường, sống thật với con người của mình và trong hoàn cảnh thực tế của chính mình, để chấp nhận những hạn chế vốn có ở nơi mỗi người chúng ta. Như vậy, trong tương quan với chính mình, khiêm nhường là người phải biết về bản thân mình. Người ta bảo biết người biết ta.
Đời thứ hai khiêm nhường là người trong tương quan với Thiên Chúa. Theo lẽ thường thì việc sắp xếp chỗ ngồi cho thực khách trong đám cưới bình thường anh chị em thấy, hay là một bữa tiệc nào, thì đó là công việc của ông chủ tiệc. Ông là người quyết định chỗ ngồi cho khách của ngày hôm đó tùy theo tương quan của ông với người đấy. Chỗ nhất sẽ là được dành cho những người quan trọng nhất, chứ không phải là cứ chạy đến chỗ nhất mà ngồi thì đương nhiên trở thành người quan trọng. Không phải như vậy. Vinh dự của một người trong bữa tiệc sẽ không dựa vào việc cái người ấy chọn cỗ cao hay là cỗ thấp, nhưng nó phụ thuộc vào cái sự sắp xếp và đánh giá của người chủ đại tiệc ấy. Từ bữa tiệc đời thường của cuộc sống, Đức Giê-xu đã đưa thính giả của Ngài đến với bàn tiệc Đức Trời. Đối với Đức Giê-xu thì việc xác định rõ trong bàn tiệc nước trời không tùy thuộc vào sự đánh giá của con người về chính mình, nhưng tùy thuộc vào lời mời gọi và đánh giá của Thiên Chúa. Như thế không phải bất cứ ai tự cho mình là công chính, đạo đức, thánh thiện là đương nhiên họ sẽ được dự yến tiệc ở trong nước trời. Chỉ có Thiên Chúa, người chủ của bàn tiệc nước trời, mới biết rõ ai là người xứng đáng nhất. Và chỉ có mình Ngài mới có quyền chọn và sắp đặt chỗ ngồi cho thực khách trong bàn tiệc của Ngài mà thôi. Đứng trước Thiên Chúa, con người chúng ta chỉ là một loài thụ tạo nhỏ bé do Ngài dựng lên, mong manh và yếu đuối. Vì thế chúng ta cần phải khiêm tốn hạ mình thẳm sâu trước nghe Thiên Chúa của mình, để xin Ngài giúp cho chúng ta tìm ra chúng chỗ đứng đúng vị thế của mỗi người. Bởi vì chỉ có Ngài mới biết rõ chúng ta là ai và chúng ta như thế nào mà thôi. Thực tế của cuộc sống cho chúng ta thấy rằng sự kiện những người khách dự tiệc tranh giành chỗ cao chỗ thấp của các luật sĩ biệt phái thời của Đức Giê-xu Kitô cũng là của không ít người trong chúng ta ngày hôm nay. Không ít người ngày hôm nay đã luôn tìm kiếm danh vọng, địa vị để được người khác kính nể, để được người khác ca tụng, thích được làm nổi bật giữa đám đông bằng bất cứ giá nào. Trong bữa tiệc của đời thường, không ít người đã ngạo mạn tự tìm chỗ cho mình mà không theo sự sắp xếp của chủ tiệc. Làm như vậy là họ đang chiếm quyền của chính ông chủ ấy. Trong bữa tiệc thiêng liêng cũng vậy, ngày hôm nay không ít những con người muốn chiếm cái quyền của Thiên Chúa bằng cách tự định đoạt cho đời mình, tự định đoạt hướng đi của mình, coi mình như là cái lốt của vũ trụ, nên họ tự cao tự đại, thậm chí họ chẳng coi ai ra gì, và ngay cả đến Thiên Chúa họ cũng không quan tâm. Mà tính tự cao tự đại thì anh chị em biết rồi, hậu quả của nó tai hại mức độ nào. Tới ngay lời hiểu chiều, cha chủ tế đã nói với chúng ta về tình trạng quá đam mê và tổ tiên chúng ta. Các ngài muốn là được hưởng cái sự ân sủng tuyệt vời hạnh phúc của Thiên Chúa lúc ban đầu, nhưng vốn là những người tự cao tự đại, muốn tự quyết định hướng cho cuộc đời của mình mà quên đi cái sự sắp xếp của Thiên Chúa, đâm ra họ đã đi chệch đường, và hậu quả như anh chị em thấy đấy. Nhiều người muốn Chúa thực hiện cuộc đời theo dự phóng của họ thay vì theo dự phóng của Thiên Chúa. Họ theo đạo nhưng mà lại muốn cho Thiên Chúa phải đi theo cách của họ, theo cái suy nghĩ của họ. Và như vậy hễ mà khi không được, rồi họ bắt đầu nói hành nói xấu,
chúng ta theo Chúa thì chúng ta phải thực hiện những gì mà Thiên Chúa mời gọi. Anh chị em còn nhớ trong lúc mà ông Phêrô ấy ngăn cản cái con đường của Chúa ngày xưa đấy, khi mà Chúa bảo chú phải lên Jerusalem, con đường của Chúa đi như vậy, ông ấy thì cũng thật lòng thôi, thưa thầy, ông ta ngăn cản, thầy chớ có phải lên đó, chết đấy. Ngay lập tức Chúa mắng ông một cách thâm tệ, lui ra đằng sau thầy, bởi vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Anh chỉ là môn đệ bước theo thầy thì anh không được dẫn lối thầy đi. Vậy mà cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay đôi khi dẫn dắt Thiên Chúa không à? Bắt Chúa phải làm theo cách của mình. Rất nhiều khi là như vậy. Bởi vậy cho nên chị em mới thấy trong lịch sử của giáo hội không ít những cái gọi là ly khai trong giáo hội là vậy đấy. Những người kiêu ngạo, Ly Tê chẳng hạn, là một linh mục công giáo, nhưng mà chỉ vì không vâng lời, kiêu ngạo, tự mãn, cho nên đã bị giáo hội phạt bạ truyền thông, và cuối cùng nó mới lập được giáo phái. Và ngày hôm nay có đâu đó có thể, nếu chúng ta không biết vâng nghe theo những hướng dẫn của giáo hội, chúng ta cũng dễ có thể sai lầm. Chúng ta không theo một ai cả, nhưng chúng ta theo Chúa, phải bước đi trên con đường của Chúa. Mà giáo hội là thân mình của Chúa thì chúng ta phải bước đi theo tiếng của giáo hội. Chúng ta cứ nắm chắc vào đường lối của giáo hội dẫn dắt chúng ta là an tâm. Thay vì họ khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa để xin Ngài thương xót và tha thứ, để được Ngài đưa vào nước trời, thì họ lại tự mãn cho rằng họ đã đủ đạo đức, họ đã đủ thánh thiện, và tự mình có thể chiếm hữu được nước trời. Tự cao tự đại như vậy. Như thế thì trong tương quan với Thiên Chúa, người khiêm nhường là người hãy để cho Chúa đánh giá và sắp đặt cuộc đời của mình trong tình yêu và phó thác, để chúng ta có một vị thế mà Thiên Chúa đặt để chúng ta trong bữa tiệc của Ngài. Thứ ba, khiêm nhường tức là nhận biết chính mình trong tương quan với anh em của mình. Nhờ khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta mới có thể nhận ra mình trong tương quan với anh em của chúng ta. Chúng ta xác tín rằng mỗi người chúng ta được dựng lên theo hình ảnh của Thiên Chúa và là kiệt tác độc đáo của Ngài, không ai giống ai cả. Mỗi người đều có điểm mạnh và những điểm yếu, và chúng ta đang trên con đường hoàn thiện. Chúng ta chưa phải là thánh, vì thế chúng ta cần phải trân trọng và đón nhận những người khác, ngay cả những cái yếu kém yếu hèn của họ, đón nhận để chúng ta nâng đỡ, chia sẻ và giúp cho họ thăng tiến hơn. Hơn nữa, mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên chúng ta cần tôn trọng phẩm giá của nhau. Khi chúng ta tôn trọng người khác, chúng ta đang tôn trọng phẩm giá của Thiên Chúa. Chúng ta đón nhận nhau chứ đón là chúng ta đón nhận chính Chúa. Khiêm tốn đặt mình trước mặt Chúa đòi hỏi chúng ta phải khiêm tốn trước anh em của mình, hy sinh phục vụ cho anh em của mình. Điều này đã được chính Đức Giêsu làm như vậy, và Ngài đã dạy chúng ta như thế. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu xem, thật là một cái sự trùng lập. Ngày hôm nay khi mà các bạn giới trẻ của giáo xứ Phạm Pháo chúng ta cùng với toàn thể giáo xứ chúng ta đón thánh giá của đại hội giới trẻ về với giáo xứ của mình trong một vài ngày để chúng ta suy niệm, tôi có một vài gợi ý với các bạn theo cái chủ đề như là tin mừng hôm nay mời gọi. Thánh giá, khi suy gẫm thánh giá, chúng ta thấy ở nơi đó một tình yêu khiêm nhường của đấng cứu chuộc. Đức Giêsu đã nhường quyền địa vị của một Thiên Chúa để lội xuống nhập thể làm người, như là Thánh Phaolô nói, Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa,
nhưng không đòi nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mà đã trút bỏ mọi vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài vốn là một người thầy danh tiếng, nhưng lại nhường quyền để cho con người được tôi nên khi làm tôi tớ phục vụ mọi người, để tự quỳ xuống lửa chân cho các môn đệ. Ngài muốn là chủ sự sống, nhưng Ngài đã chấp nhận chết đi để cho con người chúng ta được sống và sống dồi dào. Khi chúng ta chiêm ngắm thập giá của Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy ở nơi đó một tình yêu khiêm nhường thẳm sâu. Tình yêu là bởi vì Đức Giêsu không có tội, chết là hậu quả của tội. Vậy tại sao Đức Giêsu phải chết, mà lại chết bởi cách nhục nhã, liệt vào hàng tội nhân như thế? Thưa là bởi vì Ngài đã ôm trọn tất cả tội lỗi của nhân loại chúng ta, để chết thay cho chúng ta được sống, để đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Ngài đã chọn chỗ bếp nhất trong bàn tiệc cuộc đời, còn cái gì nhục nhã hơn khi phải treo trên cây thập giá? Nhưng Ngài đã biến cây thập giá mà người đời làm khổ hình ấy trở thành thánh giá. Anh chị em đừng quên rằng trên đỉnh đồi Golgotha ấy ngày xưa không phải chỉ có một cây thập giá, là có tới 3 cây thập giá được dựng lên. Nhưng chỉ có thập giá của Đức Giêsu Kitô mới trở thành thánh giá, bởi vì Ngài đã khiêm nhường tự hạ xuống là một Thiên Chúa, ôm trọn nỗi đau tội lỗi của con người và chết thay cho con người chúng ta. Còn 2 cây khổ giá kia là hình phạt do họ, do tội của họ. Vì vậy cho nên khi chiêm ngắm thập giá của Đức Giêsu Kitô, chúng ta phải thấy ở nơi đó một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu khiêm nhường thẳm sâu. Thiên Chúa đã chọn phần chút nhất để nâng địa vị con người chúng ta lên. Như Ngài nói, khi nào tôi được nâng, được kéo lên thập giá, thì tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Đồng thời các anh chị em, khi suy ngẫm về thập giá của Chúa, chúng ta cũng thấy ở nơi đó trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Có khi nào anh chị em trầm mình trước thánh giá và đặt cho mình câu hỏi, tại sao Chúa của tôi phải chịu chết như vậy không? Có một phần nào đó trách nhiệm của tôi không? Và câu trả lời sẽ đến ngay lập tức với các bạn. Nếu con người không có tội, Chúa đâu có phải cứu chuộc. Nếu không phải là tội lỗi của tôi, thì Chúa đâu có phải nằm trên thập giá. Chúa đang chết thay cho tôi đấy. Và vì vậy cho nên chúng ta cần phải khiêm nhường đến với Chúa để thấy được những yếu hèn, những tội lỗi của mình. Chiêm ngắm thập giá là để cho mỗi người chúng ta nhìn thấy ở nơi đó cái trách nhiệm tội lỗi của chúng ta, đã đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá. Và cuối cùng, khi chiêm ngắm thập giá, chúng ta cũng khiêm nhường để nhìn thấy những lỗi lầm, những yếu đuối thiếu sót của chúng ta, để lại đến tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Đừng bao giờ chúng ta thất vọng trước những tội lỗi của mình. Thiên Chúa đã dám chết cho chúng ta, thì những giọt máu cuối cùng của Ngài, không bao giờ Ngài muốn cái giọt máu ấy phải hư đi, mà Ngài muốn cứu chuộc tất cả chúng ta. Và đây là niềm hy vọng. Thập giá đã nở hoa, Đức Giêsu đã phục sinh và đem lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ. Nếu chúng ta có một lúc nào đó đã lạc xa Chúa, đã vô tình làm cho Chúa phải đau khổ, đã vô tình lại tiếp tục phạm tội để đóng đinh Chúa vào thập giá, thì chúng ta cũng đừng bao giờ thất vọng. Bởi vì Thánh Phaolô nói, ở đâu tội lỗi ngập tràn, từ đó ân sủng của Thiên Chúa càng chứ chan gấp bội. Nói như vậy để có nghĩa là những yếu đuối yếu hèn của chúng ta, đừng khi nào chúng ta thất vọng, nhưng chúng ta hãy biết chạy đến với Chúa, lại đến tình thương tha thứ của Ngài. Ở đó chúng ta sẽ tìm sự bình an, ở đó chúng ta sẽ đón nhận được cái niềm vui ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta.
Như vậy thưa quý ông bà anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhân Chúa Nhật ngày 22 hôm nay, Đức Giêsu nói về sự khiêm nhường. Chúng ta hãy nhìn lên thập giá của Đức Giêsu Kitô mà chúng ta đón về suy tôn trong những ngày này. Chúng ta sẽ thấy ở mỗi đó để noi gương Đức Giêsu là một con người khiêm nhường thật sâu, một Thiên Chúa xuống thế làm người với chúng ta để nâng địa vị con người chúng ta lên, rồi chúng ta tin tưởng tín thác trông cậy ở nơi Chúa và tiếp tục bước đi trên đường lối của Ngài. Một khi chúng ta nhìn nhận những yếu hèn tội lỗi, khi chúng ta biết khiêm nhường nhìn ra những yếu đuối thiếu sót của mình để lồi lại đến lòng thương xót của Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ có chỗ đứng trong bàn tiệc nước trời mà Thiên Chúa sẽ dọn sẵn cho chúng ta. Cầu chúc anh chị em được như vậy. Amen. Tôi đi. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống khiêm hạ và bác ái để được hưởng nước trời. Với niềm tin vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta sốt sắng dâng lời cầu xin. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo các tín hữu sống khiêm nhường và bác ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn hoàn thành sứ mạng bằng lời rao giảng và gương sáng đời sống của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Muốn sống bác ái, con người cần từ bỏ thói ích kỷ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các người lãnh đạo trong xã hội không lợi dụng quyền hành để tìm tư lợi, nhưng luôn phấn đấu, mưu tìm công ích để xứng đáng với chức vụ của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Muốn sống khiêm hạ, con người cần nhận biết giới hạn của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người biết noi gương khiêm nhường của Chúa và biết hy sinh xả thân vì mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con người ai cũng muốn được giàu sang, có địa vị, chức tước. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết sống khiêm hạ và quảng đại bác ái như lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nguyện xin Chúa thương ghé mắt nhìn đến chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Vinh Xuân Liêm Quang Thầy, ban cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức cựu tân, quý ân thân nhân, quý bố mẹ giới trẻ cựu tân và tất cả những ai đã cách này hay cách khác giúp cho đoàn giới trẻ chúng con
những người còn sống được an khang hạnh phúc, những người đã qua đời được hưởng tôn nhân Chúa trong vinh quang nước trời. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, phụ và yêu thương mọi người, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì ta đi có lại thiên chúa.